Đi con. Sao quay mắt nó cao đến nở mà cái máy chụp hình nó quay không được luôn vậy ba? Phải quay được chứ, tại có bóng zoom lên thôi. Là zoom lên là quay được liền vậy. Rồi lát hỏi về luôn. Chị nó tính sao đi. Chuyện lần khan dẫn kìa. Cái đào kia đẹp lắm luôn á. Hả? Không có mưa đâu, tại vì trời tối rồi, không mưa. Không, nó nhiễu hột vậy. Nhiễu hột rồi, con thấy mây đâu có bao nhiêu đâu mà mưa. Lấy mưa lớn mà đừng nói là lấy mưa lớn, không có mưa luôn. Hết ướt hết rồi. Sao nãy giờ không đi chơi đi? Tại sao đứng đó một chỗ? Có cái điện thoại gọi mà. Gì con? Cái trà là này ở bên Wakata đó ta trồng nhiều lắm đó. Ta đem người ta xuất khẩu lấy trái ta bán. Bây giờ đi hoa có vẻ sao? Cái đó không? Đó đó. Ở đây dùng cái trà là nhiều lắm đó. Ờ. Ba tao lấy mắt nó mưa đèn đó bà. Ba dừng lại. Tại sao mấy lần trước mà ba đi ra ba thấy người ta chụp hình, ba đi được gái mà hôm nay như là ba đi tiếp vậy ba. Ba đi về mà, ba đi lui mà. Ơi. Sao có cái cầu bà. Mưa chưa bay hết thì mưa quá bà. Ừ, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Đó chứ là râm là trời lâm râm đó. Trời lâm râm là tại vì có cái độ ẩm. Độ ẩm nó nhiều, nó cái cánh nó bay nó nặng thì nó bay thấp. Cái này đem anh đá vô vậy. À. Không biết bảy cỏ này mình có trồng được gì không. Kìa. Người ta còn ngồi nữa kìa. Trời. Hồi xưa ngồi mấy cỏ này răng đứt. Cỏ này nó thiệt quá. Ba. Hả? Cỏ này đá banh đủ ra luôn. Đúng rồi. Không, cỏ này không có dùng như là đá banh. Cỏ này là cỏ nhung. Không mà đá banh mà có chứng nghị nhật nữa nha.
Con này thì còn không có báo đâu. Báo sống kìa, lên lầu mà. Ủa là mày muốn chưa lên đài không? Lên đài, lên đài đứng. Đài mỗi chưa lên. Lên đài đứng mang các mong cảnh nó mới đẹp. Nhưng mà thấy nó đẹp hơn. Qua cái bên kia đi. Cái bên kia đi. Ừ. Cái này à ba? Cái này mà không lên rồi, mình lên cái bên này đi, mình nhìn nước bên này. Lần này mà cũng qua cái này là sao? Quay cho nó có nội dung. Đúng không? Cái này mỗi chân nó chạy đâu cũng được. Vịnh Lan Can. Vịnh Lan Can bên trong đó. Đi bên trong nó rộng hơn, nó nhẹ hơn. Cái này đi con bên. Ừ, đi con bên thôi chứ bên kia đâu đi được. Người trên lên một cô con ra ngoài mới nhìn thấy được. Tôi nói trình tướng là gì đó mày không? Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Chúc có chụp đang quay mà. Quay được, quay vậy chụp được hả? Không. Quay ơi nha. Không biết mà quay được. Anh nhìn kìa. Anh nhìn kìa. Ba. Không biết cái lùi nước đang chỉ hướng nào, hướng này nè ba. Hướng vào Bình Dương á. Tin lên á. Cái cầu bên kia là cầu Thủ Thiêm đó. Cắt nhẹ nhẹ đi thì bên này mua được tầm chục mét. Chục mét vuông là ngang 2 càng 5 mét. Gần 10 mét vuông. Ba Cano được 4 người hả ba? À. Bích ở Bích Sông. Bích Sông. Ủa ba, con tưởng gì đâu, bạn không có xe Bích Sông. Con tưởng á. Nước đâu? Hai. Bố ơi. Bảo ơi.
Khi đồ xét thấy không? Đó, đây, cái cũ này nè. Đó là sống cùng sao? Máy bay kìa. Máy bay nó đi nhiều quá vậy bạn. Cái đường, cái hướng xuống của máy bay á. Cái đường băng. Anh năm phần. Bình Dương ở trên nhà của mình, mắt ấy, mình có thể thấy xuống Sài Gòn luôn á, và thấy hết luôn á. Nhắn nhẫn cho mình có thể thấy được. Bởi chiếc xuống sông kìa. Tàu.